Bị cha bỏ rơi trước ngày sinh, một bé gái được sinh ra với đôi mắt xanh bí ẩn do mang căn bệnh glaucom bẩm sinh hay còn gọi là thiên đầu thống. 2 tháng nữa nếu không được phẫu thuật, bé gái mắt xanh có thể bị mù vĩnh viễn, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bé gái mới sinh được 3 tuần tuổi tên là Bùi Thị Xuân, quê ở tỉnh Đồng Nai, được sinh mổ tại bệnh viện quận 2. Sau khi phát hiện mắt trẻ có dấu hiệu bất thường, các bác sĩ bệnh viện quận 2 đã hỗ trợ đưa bé đến bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh thăm khám. Bé gái được xác định mang căn bệnh glaucom bẩm sinh hay còn gọi là thiên đầu thống. Glaucom bẩm sinh là một bệnh hiếm ở trẻ với tỷ lệ khoảng 1 trên 25.000 và đây là một bệnh nặng. Những bệnh nhân này sinh ra với thị lực rất kém và càng ngày sẽ càng kém đi. Dù người mẹ sàng lọc trước sinh nhưng để phát hiện được bệnh này thì rất khó. Được biết hoàn cảnh gia đình bé Xuân hết sức khó khăn, mẹ của bé cho biết phải vay mượn tiền khi sinh nở nên hiện tại không còn tiền đưa em đi phẫu thuật. Nếu không nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng, có lẽ không bao lâu nữa bé gái này sẽ bị mù vĩnh viễn. Khoảng 5 giờ sáng nay, cơ sở may mặc tại địa chỉ số 13 đường Nguyễn Thái Học, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, sau đó lan sang căn nhà số 11 liền kề. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú đã điều các xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phần mái cùng nhiều tài sản trong 2 ngôi nhà bị thiêu rụi. Đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, phục vụ cho công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân. Đại úy Trần Quốc Luyến, Phó trưởng phòng tham mưu Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ cho biết đã dập tắt đám cháy, đồng thời đang điều tra làm rõ nguyên nhân lửa bùng cháy trở lại tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Lung Meco ở khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày hôm qua, người dân sống quanh công ty Quang Lung Meco phát hiện khói bốc lên từ phía bên trong công ty này. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Cần Thơ điều 3 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị phòng cháy chữa cháy số 3 và số 1 điều thêm 6 xe chữa cháy cùng với 50 cán bộ chiến sĩ đến tăng cường. Sau 30 phút phun nước, đám cháy đã được dập tắt. Một số nguồn tin cho biết, vụ cháy có thể do chủ công ty thuê thợ đến cắt tôn kim loại trong nhà xưởng dẫn đến bén lửa gây cháy. Cơ quan chức năng cũng đã mời những người tham gia cắt tôn sắt lên làm việc. Gần đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận và xử lý nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại một số địa phương vùng nông thôn. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, các đối tượng vì không kiềm chế được bản thân hoặc muốn thể hiện đã dùng hung khí nguy hiểm, gây ra nhiều cái chết đau lòng, để lại những hậu quả không chỉ cho gia đình các nạn nhân mà còn gia đình của các đối tượng. Đây là đối tượng Tiêu Thành Đạt ở xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau khởi tố về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Phú Tỷ ở khóm 5, phường 9, thành phố Cà Mau đang làm thuê cho cơ sở kinh doanh tại chợ Giáp Nước. Chỉ vì bị nhắc nhở là chạy xe nẹt bô gây ồn ào, Đạt đã vào chợ mua dao, quay lại khiêu khích nạn nhân. Suy nghĩ tất con máy tính rượu nó quánh lộn, nhưng mà cuối cùng không quánh mà mua, con đi mua 2 dao, dục cho nó cây, con cầm cây, ngủ nó ra chỗ tường đài chơi, rồi nó không ra nữa. Mặc dù nạn nhân đã từ chối, nhưng với sự hung hăng, Đạt đã dùng dao đâm Phú nhiều nhát làm chết nạn nhân. Được biết năm 2016, Đạt đã từng dùng dao chém người gây thương tích. Cũng chỉ vì nóng giận nhất thời mà đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị can Phan Văn Liêu ở xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời cũng đang bị khởi tố về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, vào đêm 22 tháng 3, sau khi nhậu về đến nhà, nghe tiếng pô xe và tiếng nói chuyện lớn phía trên cầu, Liêu đã dùng kéo đâm chết anh Hầu Xuân Trường ở xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước. Trong vụ việc này, bị can và bị hại không hề quen biết nhau. Nói thật sự là em cũng có bực tức trong gia đình đó. Người chút đỉnh rồi đầu ra thì nhảy thấy nó chạy xe là cô, rồi em cũng ra em nói thiệt, rồi em cũng cái có rượu rồi này cái nọ, rồi cũng tệ gì đó, rồi em sai lầm những chuyện đó. Quá sai lầm luôn, không thể bù đắp được. Bây giờ em trả một cái giá rất lớn. Vừa lương tâm của mình nó cắn dữ lắm luôn. Hối hận vì hành vi nông nổi, không kiềm chế được bản thân, nhưng sự việc đã muộn màng, không những gây ra hậu quả đau lòng cho gia đình bị hại, mà ngay cả gia đình của các bị can cũng lâm vào cảnh bế tắc. Từ sau khi xảy ra vụ việc, chị Võ Thị Phúc, vợ của bị can Liêu, hằng ngày phải một mình vất vả bươn chải kiếm sống nuôi con, hoàn cảnh kinh tế gia đình vốn đã rất khó khăn, là hộ nghèo của địa phương, nay lại lâm vào tình cảnh thế này lại càng khó khăn hơn. Thì Liêu thì một cái lao động chính trong gia đình để nuôi vợ và 2 đứa con. Nói chung vợ cũng trong tuổi lao động, nhưng mà nói chung thì cái dạng lao động tự do ở đây cũng không có nghề gì làm thêm. Mấy công đất đó thì là nuôi trồng thủy sản thôi, chủ yếu chỉ có 1 lao động làm thôi, còn lại là 3 lao động kia cũng chả có việc làm gì, thì cuộc sống cũng còn nhiều cái khó khăn lắm.
nhưng mà đến hôm nay thì cái sự việc xảy ra thì càng khó khăn hơn. Thì đây là trước hết thì thân tộc cũng như là địa phương cũng là một cái gánh nặng trong tương lai. Từ những vụ việc chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, trong lúc nóng giận hay muốn thể hiện bản thân, các đối tượng đã hung hãn ra tay giết người. Dư luận không những tại các địa phương xảy ra vụ việc mà còn nhiều nơi khác cũng lên án mạnh mẽ hành vi này. Vụ án vừa rồi đó, thì nói chung là xã hội không chấp nhận đâu, không chấp nhận và có thể là lên án mạnh nữa đó, để sau này để mà bà con biết, để rút ra một cái kinh nghiệm nào đó, để mà cách xử lý công việc của ở nhà. Coi như là dạy răng dạy là con cái nó có thể là có khuôn khổ hơn. Sau đó là đưa ra cái tình huống này, đưa ra xã hội để xã hội biết. Và từ đó để có biện pháp ngăn chặn cụ thể và kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra sau này. Thông qua các vụ án mạng này, bên cạnh trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục các thành viên cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống, thì bản thân mỗi người phải biết kiềm chế, đừng để vì những mâu thuẫn nhỏ mà phải gây ra những hậu quả đau lòng cho bản thân, gia đình và xã hội. Chiều hôm qua, trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa hai xe máy, là một người đàn ông chạy xe ôm tử vong. Thông tin ban đầu, khi đó anh Châu Thành Lộc, 41 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang, chạy xe máy hướng từ vòng xoay An Lạc về Bùng Binh Mũi Tàu. Khi đến trước số 331 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, thì va vào dải phân cách bị lật ngang trên làn đường xe máy, dẫn đến té ngã. Lúc này, ông Trần Kim Sang, 59 tuổi, quê ở tỉnh An Giang, làm nghề chạy xe ôm, chở theo một hành khách nữ lưu thông cùng chiều không kịp xử lý, đã tông vào xe máy của anh Lộc. Ông Sang đập đầu xuống đường, được người dân đưa vào cấp cứu, nhưng đã chết sau đó. Hai nạn nhân còn lại bị xây xát. Được biết trước đó nhiều ngày, đoạn dải phân cách bằng thép khoảng 10 mét tại đây nghiêng về một bên, nhưng chưa được đơn vị chức năng sửa chữa. Liên quan đến vụ thiếu tá cảnh sát giao thông bị tông chết ở tỉnh Đồng Nai, chiều ngày hôm qua, tài xế Trần Mạnh Thông, 25 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, sống ở phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã đến cơ quan công an phường Long Bình Tân trình diện. Trước đó, vào tối 15 tháng 4, Thông lái xe tải chở heo từ Đồng Nai vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tới khu vực ngã ba Vũng Tàu thì bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thông đã không hợp tác mà tăng ga bỏ chạy, nên thiếu tá Minh được một người mặc thường phục lấy xe máy chở đuổi theo. Tới làn thu phí số 10 trạm thu phí cầu Đồng Nai ở phường An Bình, thành phố Biên Hòa thì thiếu tá Minh tới nói chuyện với Thông. Sau đó Thông lên xe chạy tiếp. Thế vậy thiếu tá Minh đã bám vào gương chiếu hậu của chiếc xe tải này, nhưng không may bị trượt chân nên bị xe này cán chết tại chỗ. Đang lưu thông trên đường, bất ngờ xe phía trước tự ngã ra đường, nam thanh niên không kịp xử lý đã tông trúng nạn nhân. Thế nhưng sau tai nạn, nam thanh niên lại bị người thân của nạn nhân đuổi đánh. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều hôm qua trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khi đó, một người đàn ông khoảng 45 tuổi quê ở tỉnh Sóc Trăng chạy xe máy lưu thông trên đường DH402 hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Thuận An. Khi đến đoạn qua khu phố Khánh Long, thị xã Tân Uyên, người đàn ông này chuẩn bị sang đường thì loạng choạng tay lái tự ngã ra đường. Đúng lúc đó, anh Hồ Trung Hiếu, 28 tuổi, chạy xe máy cùng chiều phía sau, không kịp xử lý đã tông trúng người đàn ông này. Sau tai nạn, người đàn ông nằm bất tỉnh, còn anh Hiếu bị thương nặng. Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khi tai nạn xảy ra, người thân của nạn nhân đến hiện trường cự cãi với anh Hiếu rồi đánh vào đầu anh Hiếu. Chỉ đến khi người dân can ngăn thì họ mới chịu dừng lại. Sau 4 ngày bị tạm giữ hình sự, chiều hôm qua, công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Danh Minh Cảnh ở xã Thành Yên, huyện U Minh Thượng về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 7 tháng 4, Cảnh đến nhà chị Thị Hoàng Lý ở cùng ấp để uống rượu cùng chồng chị Lý và 4 người khác. Trong lúc nhậu, Cảnh giả vờ ra phía sau nhà đi vệ sinh nhằm tìm sơ hở để trộm tài sản. Phát hiện cửa buồng ngủ của chị Lý không có khóa, Cảnh liền lẻn vào lục túi xách lấy trộm chiếc lắc 5 chỉ vàng 24K cùng nhiều món nữ trang khác của chị Lý, bỏ vào túi quần rồi thản nhiên ra ngồi nhậu tiếp. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Cảnh về nhà chôn chiếc lắc vàng dưới chân tủ chén. Số nữ trang còn lại Cảnh mang bán được gần 4,5 triệu đồng, rồi đi thăm bạn gái ở huyện An Minh và tiêu xài cá nhân. Thưa quý vị, những ngày qua, người dân ở Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng rất bất an khi tại cánh đồng Lệ Sơn xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt ở các ruộng lúa, khu vực bầu Lệ Sơn. Xác cá chết nổi lên bệnh và bốc mùi hôi thối ruộng đồng, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Người dân nghi ngờ do một công ty chuyên về mạ kẽm đóng trên địa bàn xã Điện Tiến ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giáp với thôn đã xả nước thải gây ra. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã khảo sát lấy mẫu phân tích hai mẫu nước. Kết quả mẫu nước lấy tại kênh dẫn tự nhiên bên cạnh phân xưởng mạ kẽm có thông số sắt vượt 2,3 lần, kẽm vượt 2,9 lần. Mẫu nước lấy tại đồng ruộng thôn Lệ Sơn Nam thông số sắt vượt 0,4 lần,
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của công ty này, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm này vẫn tái diễn khiến người dân lo lắng. Tại các điểm tiêm đều được bố trí các điều kiện tiêm chủng theo quy định. Các điểm tiêm cũng đã bố trí bác sĩ để khám sàng lọc và ra chỉ định tiêm cho từng đối tượng. Những trường hợp chống chỉ định sẽ được hoãn tiêm. Dự kiến chiến dịch tiêm chủng cho người dân tại xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây lần này sẽ triển khai trong 3 ngày. Sau 1 tháng, các trường hợp này sẽ được tiêm mũi thứ 2. Sau hơn 10 năm không tái phát, hồi đầu tháng 4, bệnh bạch hầu đã quay trở lại khiến một trường hợp tại thôn Nước Tang, huyện Sơn Tây tử vong. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ 2 hành khách cùng gần 5 kg sừng tê giác để điều tra. Hai hành khách được tạm giữ gồm một nữ 34 tuổi và một nam 21 tuổi nhập cảnh từ châu Phi về Việt Nam. Khi qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trong hành lý có chứa 7 khúc sừng tê giác với tổng trọng lượng gần 5 kg. Theo lực lượng chức năng, đây là sừng của loài tê giác hai sừng châu Phi rất quý hiếm. Vụ việc đã được khởi tố để tiếp tục điều tra mở rộng nên danh tính hai người bị tạm giữ vẫn chưa thể tiết lộ.